Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố mức thưởng Tết âm lịch 2017 của các doanh nghiệp cho người lao động. Đắk Lắk phát hiện gần 3.000 chiếc mũ bảo hiểm kém chất lượng. Quảng Bình đẩy mạnh kiểm soát phương tiện quá khổ quá tải dịp cuối năm. Gia Lai hiệu quả từ mô hình trường mẫu giáo bán trú dân nuôi ở huyện Mang Giang. Mức thưởng Tết âm lịch 2017 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ đồng và mức thấp nhất là 50.000 đồng một người tại một số tỉnh thành như Bến Tre, Thái Bình, Tây Ninh, Hải Dương. Đây là thông tin được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố vào ngày 9 tháng 1 tại Hà Nội. Theo báo cáo, 70% doanh nghiệp cả nước thưởng Tết dương lịch với mức thưởng bình quân là 1,2 triệu đồng, tăng 6% so với năm 2016. Trên 83% doanh nghiệp đã có phương án thưởng dịp Tết Nguyên đán cho người lao động. Trong đó, mức thưởng bình quân là một tháng lương khoảng 4,9 triệu đồng trên người, bằng 96% so với năm 2015. Hiện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng cuối năm. Trong cái bối cảnh của chúng ta, cái nền kinh tế thì nó cũng có cái sự chững lại. GDP chúng ta thấp hơn năm trước và không đạt được cái tiêu kế hoạch. Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thì cái số mà doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động rồi là giải thể phá sản chúng tôi cũng tương đối nhiều. Đấy, chính vì vậy mà mặc dù là nhà nước năm 2016 chính phủ có điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng là bình quân là 12,4%, nhưng mà cái mức tăng tiền lương của người lao động ấy 2016 nó chỉ tăng khoảng trên 7% thôi, thấp hơn so với cái mức tăng năm 2015 so với 2014. Liên quan công tác chăm lo Tết Bính Thân cho người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp trên 67.000 tấn gạo cứu cho gần 3,5 triệu người thiếu lương thực do thiên tai, đảm bảo không để ai bị đói, tăng gấp 2 lần bình quân các năm trước. Cũng trong năm 2016, cơ bản đảm bảo các đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 98,5% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Vào ngày 9 tháng 1, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế phối hợp với Viện Khảo cổ học Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả sơ bộ thăm dò khảo cổ học Gò Dương Xuân thuộc phường Trường An, thành phố Huế. Trước đó, tháng 6 năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định số 3292 cho phép Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò khảo cổ tại Gò Dương Xuân nhằm nghiên cứu tìm hiểu thêm về giai đoạn lịch sử Tây Sơn Nguyễn Huệ, góp phần bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc. Theo đó, tiến hành đào 5 hố thăm dò khảo cổ với diện tích 22m² tại khu vực Gò Dương Xuân trong thời gian từ 30 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10. Căn cứ các di tích và di vật thu được tại hiện trường, bước đầu Viện Khảo cổ học có những nhận xét sơ bộ diện phân bố các điểm di tích trên diện rộng khoảng 10.000m². Các di tích có hàng trăm di vật thu được như mộ táng, chum, nền móng cát sỏi liên quan đến nền móng của kiến trúc hoặc lớp rải tạo mặt bằng kê chân đá táng là chân cột trong kiến trúc, rất nhiều các mảnh sành sứ, gạch ngói thu được tại hiện trường. Bước đầu có thể đoán định niên đại di tích Gò Dương Xuân tập trung từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19, kéo dài đến thế kỷ 20. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, diện khai quật hẹp, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế và Viện Khảo cổ học kiến nghị Bộ chủ quản và các cơ quan chức năng xây dựng đề án quy hoạch tổng thể để mở rộng việc nghiên cứu, nhất là sử dụng phương pháp LIDAR, công nghệ viễn thám dùng các loại tia laser để khảo sát từ trên cao, thu thập các điểm phản xạ ba chiều để nghiên cứu toàn bộ khu vực. Kiến nghị cũng làm rõ những tồn nghi về đây là nơi vua Quang Trung đã cho xây dựng cung điện Đan Dương khi băng hà vua đã được an táng tại đây và cung điện được đổi tên thành Lăng Đan Dương. Vào chiều ngày 9 tháng 1, đội quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm giả nhãn mác kém chất lượng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Qua kiểm tra tại số nhà 79/18/8 và số 77 đường Đinh Nức, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk do ông Trần Thanh làm chủ, đội quản lý thị trường số 1 đã phát hiện 2.135 mũ bảo hiểm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng và vi phạm về nhãn hiệu kiểu dáng độc quyền đã được cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Nón Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Thanh không đăng ký thành lập hộ kinh doanh, không xuất trình được các hóa đơn chứng từ, các thủ tục đăng ký kiểm chứng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa của số hàng này. Theo ông Trần Thanh, toàn bộ số mũ bảo hiểm trên được ông mua trôi nổi trên thị trường về để kinh doanh kiếm lời. Hiện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ toàn bộ số mũ bảo hiểm không đủ tiêu chuẩn trên và tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 10 tháng 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an huyện Di Linh, Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 100kg pháo các loại. Trước đó, tổ công tác công an huyện Di Linh đã tiến hành theo dõi và phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Phiển, sinh năm 1983, ngụ tại Hải Dương,
điều khiển xe ô tô biển số 51C74002 tại địa bàn thôn 2 xã Hòa Ninh, huyện Di Linh có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ trên xe 11 thùng cắt tông. Bên trong có hàng trăm hộp pháo các loại do nước ngoài sản xuất. Tổng số lượng pháo là 105,2 kg, gồm pháo que, pháo cây, pháo tam giác kích điện. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Đình Phiển khai nhận mua số pháo trên tại thành phố Hồ Chí Minh và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Lực lượng chức năng huyện Di Linh đã tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Nguyễn Đình Phiển, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định. Được biết đây là vụ án vận chuyển pháo lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Cũng vào ngày 9 tháng 1, Phòng Cảnh sát Môi trường PC49 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang ông Phạm Quang Nhật, tài xế xe tải đổ rác thải công nghiệp hơn 3.000 tấn ra bãi tập kết rác tại quốc lộ 1 thuộc quận 12. Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 9 tháng 1, Phòng Cảnh sát Môi trường PC49 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang ông Phạm Quang Nhật sinh năm 1986, tài xế xe ô tô tải biển số 57L4820. Thực hiện việc đổ rác thải công nghiệp không nguy hại khoảng 3.040 tấn ra bãi tập kết tại quốc lộ 1, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Theo lời khai ban đầu, ông Dực cho biết theo sự phân công của ông Sang, ông Dực điều khiển xe đến công ty giấy AFC, huyện Bình Chánh lấy rác thải công nghiệp gồm ni lông, keo dán sau đó vận chuyển đến bãi tập kết rác để đổ thì bị bắt quả tang. Đồng thời khoảng 23 giờ 45 phút ngày 9 tháng 1, Phòng Cảnh sát Môi trường đã kiểm tra công ty giấy AFC tại huyện Bình Chánh, công ty đang sản xuất giấy. Khí thải phát sinh từ lò hơi không được xử lý triệt để, công ty chỉ xử lý bụi qua bột bể nước và xi-on hút bụi. Nước thải sau hệ thống xử lý được công ty tái sử dụng. Đoàn đã kiểm tra lấy một mẫu nước thải để phân tích kết quả. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Mỗi dịp cuối năm, Tết Nguyên Đán, nhu cầu đổi tiền lẻ và mới của người dân lại tăng mạnh. Tuy nhiên, do năm nay Ngân hàng Nhà nước đã chủ trương không in tiền mệnh giá nhỏ mới, nên tiền lẻ mới trên thị trường lại càng khan hiếm. Trong khi đó, nếu đổi bên ngoài chợ đen, người dân có thể phải chịu mức phí chênh lệch lên tới 80% đến 100%. Cụ thể, đối với tiền mệnh giá nhỏ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh trước, trong và sau Tết Nguyên Đán tuyệt đối không chi các loại tiền mới in còn nguyên series từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân. Thế nhưng hiện nay trên thị trường vẫn xuất hiện nhiều địa chỉ chợ đen đổi tiền với những mức giá cao cất cưỡng từ 8% đến 100%. Tiền mệnh giá càng thấp thì lượng chênh lệch càng lớn. Hiện trên mạng xã hội, các diễn đàn, website dồn dịp quảng cáo cam kết tiền mới 100% chưa qua sử dụng, còn quy cọc niêm phong của ngân hàng. Lần theo một địa chỉ được ghi trên các trang mạng, chúng tôi liên hệ đổi một số tiền mệnh giá 2.000 đồng và được hẹn đến nơi để lấy. Cái này là tiền 200 tờ 2.000, rồi mình lấy cái phí là bao nhiêu chị? 10%. 10% mà. À, 10%. Còn mấy cái tờ 500 thì sao chị? 100.000 100 tờ. Em đưa chị 100.000 rồi chị đưa em 50.000 đúng không? Đúng rồi. Mà hiện mình có cái đó chưa? Có. Có rồi. Đợi em gì em hỏi mấy chị nha. Theo Nghị định 96/2014 của Chính phủ, nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, người đổi tiền lẻ để hưởng chênh lệch không đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 20 đến 40 triệu đồng. Được hình thành và tồn tại suốt hàng trăm năm qua, mỗi dịp xuân về, các làng nghề truyền thống ở cố đô Huế lại tất bật sản xuất các loại hàng hóa, cung ứng cho thị trường khu vực miền Trung. Đây không chỉ là hoạt động góp phần bảo tồn làng nghề truyền thống, mà còn tạo nguồn thu nhập không nhỏ cho mỗi gia đình đang lưu giữ phát huy các sản phẩm được lưu truyền qua bao thế hệ. Hàng năm cứ đến cuối tháng 11 đầu tháng Chạp âm lịch, gia đình ông Trần Hữu Nam, phường Kim Long, thành phố Huế, nơi có làng nghề mứt gừng Huế nổi tiếng hàng trăm năm nay, lại tất bật cho vụ mứt gừng Tết. Ông Nam cho biết, với giá bán 60.000 đồng 1 kg, gia đình ông sẽ có thêm nguồn thu nhập trang trải trong dịp Tết. Cùng với ông Nam, nhiều nhà cũng đang đỏ lửa làm mứt, hộ ít cũng 1 tấn, hộ nhiều đến 4 tấn. Tôi được ông cha, cho nên là tôi cũng là đang duy trì cái nghề truyền thống mứt gừng. Thừa Thiên Huế hiện có 88 làng nghề truyền thống, trong đó có những nghề truyền thống được sản xuất mạnh trong dịp Tết Nguyên Đán như mứt gừng, hoa giấy, tranh tín ngưỡng, hạt nổ, tượng ông Công, ông Táo. Theo bà con các làng nghề, những sản phẩm truyền thống tuy không còn phát triển mạnh như những năm trước đây do thị trường có nhiều sản phẩm cạnh tranh. Tuy nhiên do tính chất thời vụ, tranh thủ sau thời gian nông nhàn nên vẫn mang lại nguồn thu nhập ổn định giúp bà con, góp phần tô điểm sắc xuân đến với mọi nhà, mọi người trong những ngày Tết. Tiếp theo sẽ là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Thưa quý vị, là thành phố du lịch thu hút đông khách vào dịp đầu năm mới, hàng năm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng luôn phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông. Năm Đinh Dậu 2017, thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài lại trùng với sự kiện lễ hội hoa anh đào. Công an thành phố đã đưa ra các phương án giảm ùn tắc cục bộ, đảm bảo việc đi lại cho người dân địa phương và cả du khách. Năm qua, cùng với sự gia tăng phương tiện xe hai bánh, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã tăng lên đáng kể. Do đặc điểm địa hình đồi dốc, không bố trí được các điểm đèn giao thông, cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, việc đi lại của người dân thành phố mỗi năm một thêm khó khăn. Thêm vào đó, lượng du khách các nơi đổ về nhiều vào các dịp nghỉ lễ, càng khiến giao thông ở thành phố Đà Lạt thêm phần ùn tắc. Bây giờ cao điểm là mấy ông công an ông làm vất vả lắm rồi, ông phải đi gọi thêm công an ở trụ sở đến để tăng cường. Ba ông đây là không có làm hết việc đấy. Ui giời, không có thì thôi, nó loạn xà ngầu rồi nó đổ dài mãi dưới này. Từ những phương án đặt ra thì công an thành phố Đà Lạt cũng đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông cục bộ, nhất là ở những cái nút ngã ba ngã tư trọng điểm trên địa bàn thành phố, để làm giảm đến mức thấp nhất các cái ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông xảy ra. Thống kê trong 3 ngày đầu năm 2017, lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt là khoảng 100.000 lượt. Dịp Tết Nguyên Đán dự kiến con số này tăng lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Chính bởi thế, ngay tại thời điểm này, công an thành phố Đà Lạt đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải về việc kiểm soát phương tiện chở hàng quá tải trọng, thời gian qua, các cấp ngành tỉnh Quảng Bình đã tập trung phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Nhờ đó, tình trạng xe vi phạm do quá khổ quá tải trong dịp cuối năm trên địa bàn này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có 7 tuyến đường quốc lộ đi qua. Đây là các trục đường vận tải quốc gia Bắc Nam và vận tải quốc tế với Lào và Thái Lan. Bên cạnh đó, Quảng Bình có nhiều mỏ vật liệu xây dựng, 3 nhà máy xi măng công suất lớn, 2 cảng biển, 17 ga đường sắt. Qua công tác thanh tra và phối hợp với lực lượng chức năng khác của địa phương, trong năm 2016, thanh tra Sở Giao thông của tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.236 trường hợp, tổng số tiền xử phạt nộp vào kho bạc nhà nước hơn 3,9 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép 133 trường hợp, khiến lượng phương tiện quá tải quá khổ trong năm vừa qua giảm đi đáng kể. Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình đã ban hành nhiều văn bản phân công nhiệm vụ, trong đó chỉ đạo lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình tăng cường kiểm soát tải trọng xe, tổ chức ký cam kết với 106 doanh nghiệp khai thác cảng mỏ, nhà máy xi măng, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bốc xếp hàng về xếp hàng chở đúng hàng tải trọng cho phép, không cơi nới cải tạo thùng xe để chở quá tải. Ngoài ra, thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan quản lý nhà nước từ xã phường đến sở ban ngành trong việc kiểm soát xe quá khổ quá tải. Nếu để xe quá tải hoạt động trên địa bàn, thì người đứng đầu chính quyền địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. Cách làm này đã đem lại những hiệu quả tích cực trong việc kiểm soát phương tiện quá tải quá khổ tại Quảng Bình trong năm vừa qua. Vào ngày 9 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Thị Huyền Trang, 21 tuổi, trú tại xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, về hành vi môi giới mại dâm. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1 năm 2017, các trinh sát của đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã làm rõ cầm đầu nhóm này là Hoàng Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, trú ở xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trang khai nhận sau khi thỏa thuận qua mạng xã hội bán dâm cho một người đàn ông, Trang tiếp tục dựng môi giới cho hai bạn của người đàn ông này, giá mỗi lần bán dâm là 2 triệu đồng. Nhóm của Trang đều là các cô gái dân tộc vùng cao, trong khi ba cặp đôi đã thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị các trinh sát phát hiện bắt quả tang. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ Hoàng Thị Huyền Trang để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi môi giới mại dâm. Vào tối ngày 9 tháng 1, tại Bình Dương đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết. Hung thủ là Đặng Văn Nhẹ, 27 tuổi, quê ở Bến Tre, bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.
Vào khoảng 21 giờ 30 tối ngày 9 tháng 1, khi Đặng Văn Nhẹ đang ngồi đánh bài cùng một số người bạn tại một phòng trọ nằm trên đường Lái Thiêu 17, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì một người đàn ông tên Trường đến gặp Nhẹ để đòi tiền nợ. Khi đến nơi thì hai bên có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Nhẹ đã dùng dao thái lan đâm một nhát vào ngực khiến ông Trường chết tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Nhẹ đã bỏ trốn nhưng bị người dân và cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tạm giữ Đặng Văn Nhẹ để điều tra về hành vi giết người. Thưa quý vị, là địa phương có gần 60% dân số là dân tộc Ba Na, địa hình xa xôi cách trở cùng với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì sĩ số học sinh. Đứng trước bài toán nan giải đó, ngành giáo dục đào tạo huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, mô hình dạy học bán trú dân nuôi bậc học mầm non được coi là biện pháp hữu hiệu góp phần tạo bước phát triển mạnh mẽ về công tác huy động duy trì sĩ số học sinh trên địa bàn huyện. Từ khi trường mẫu giáo Bông Vinh 1 tổ chức mô hình bán trú dân nuôi, con trai vợ chồng anh Y Khuya ở làng Bông Vinh, xã Đắc Gia Ta, huyện Mang Gia, Gia Lai, được cô giáo lo giúp chuyện ăn uống và được nghỉ ngơi tại trường, không phải phơi nắng phơi sương mỗi khi cha mẹ đã chảy, nên vợ chồng anh rất phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất. Mình đưa cơm cho con đi học như thế này là cảm thấy là rất là tiện, cô giáo rất tận tình, tận tụy cho mấy đứa cháu đi học. Khi mà nhà trường triển khai công việc như thế này thì chúng tôi cũng rất là mừng. Trường mẫu giáo Đắc Gia Ta hiện có một điểm trường chính và 3 điểm trường làng với 147 học sinh. Từ đầu năm học 2012-2013, nhà trường bắt đầu triển khai mô hình bán trú dân nuôi tại 3 điểm trường làng là mẫu giáo Bông Binh 1, Bông Binh 2 và điểm trường làng D và 4. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt từ 88-95%. Điều này cho thấy mô hình bán trú dân nuôi bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Qua thời gian triển khai cái mô hình này thì nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho phụ huynh mua thêm cái cơ sở cái đồ dùng để cho học sinh nó mang cơm, như là cái gô đựng cơm, gô nhựa đựng cơm cho học sinh ấy. Thì qua cái thời gian tổ chức bán trú thì đến nay thì học sinh đi học cũng tương đối là chuyên cần. Đến nay, trên địa bàn huyện Mang Giang đã có 11 trường mẫu giáo áp dụng mô hình bán trú dân nuôi. Thế kỷ bên cạnh việc xã hội hóa giáo dục, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cần quan tâm nhân rộng mô hình này, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Ngày hội hiến máu cứu người đồng loạt diễn ra trên cả nước. Lâm Đồng, nông dân tất bật phơi cà phê kịp trước Tết năm 2017. Thành phố Hồ Chí Minh, cứu nhiều người mắc kẹt trong căn nhà 3 tầng bốc cháy. Lâm Đồng, mô hình ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp.